Cúp bóng đá Liên châu Á AFC Ấn Độ 2022 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Xin chào các khán giả thân yêu của FPT Play, chúng ta lại cùng nhau đến với những diễn biến của AFC Women Asian Cup Ấn Độ 2022, nơi sẽ chuẩn bị diễn ra trận đấu tiếp theo. Đối đầu mà chúng ta chuẩn bị theo dõi sẽ là trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan. Và ngày hôm nay thì họ sẽ ra sân với sơ đồ 4-4-2. Agui Baik Amiatum sẽ là người dẫn dắt hàng công của đội tuyển Indonesia. Đứng trong khu gỗ của đội tuyển Indonesia sẽ là số 19 Fani Suprianto. Ngày hôm nay thì điều khiển trận đấu sẽ là trọng tài chính Yoshimi Yamashita cùng với những vị trợ lý của mình. Với đội tuyển Thái Lan, ngày hôm nay họ sẽ cũng sẽ đặt một mục tiêu rất cao, bởi nếu như hôm nay vẫn không thể có được 3 điểm thì hành trình của họ ở tại giải đấu năm nay khả năng cao là sẽ phải khép lại. Indonesia là đội bóng được đánh giá thấp nhất ở tại bảng đấu. Với sơ đồ 4-3-3 thì Thái Lan đã sẵn sàng để tung ra sức mạnh của mình. Và như vậy là tiếng còi để bắt đầu trận đấu đã vang lên. Thì một trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan đã chính thức được bắt đầu. Trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Women's Asian Cup. Khá nguy hiểm, một cơ hội dành cho đội tuyển Thái Lan. Có vẻ như đó là cú đánh đầu của Đang Đa. Khá trùng hợp khi chúng ta cũng biết dẫn dắt hàng công của đội tuyển quốc gia Nam Thái Lan cũng là Đang Đa. Cơ hội dành cho đội tuyển Thái Lan. Khá đáng tiếc, đó là một tình huống dứt điểm có phần thực sự là hơi thiếu trách nhiệm. Đã nhìn lại đường truyền của Đang Đa, trọng tài cũng đã không có quyết định thực sự chính xác. Sang Thái Sông sẽ là người treo quả bóng vào trong cho đội tuyển Thái Lan. Đánh đầu, không phải là một pha phản đoán tốt, nhưng mọi thứ cuối cùng cũng đã trôi qua. Người chạm đầu cuối cùng là Tanekan Đang Đa. Đưa bóng vào trong, dứt điểm. Khá tinh tế. Vẫn là những quả bóng hướng về phía tay phải của thủ thành Fani Suprianto. Và thủ môn này cũng thường xuyên nỗ lực dướn người nhưng không thể với tới quả bóng. Rất may đó đều là những tình huống dứt điểm chớm ra ngoài. Lại là Đang Đa. Chưa thấy cờ, dứt điểm. Hãy cùng xem lại pha xử lý này. Cú đá khá quyết đoán. Vẫn là Đang Đa. Đang Đa có vẻ như đang là trung tâm trong những tình huống phân phối bóng của đội tuyển Thái Lan. Đưa bóng vào trong. Đây là một khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân. Sau rất nhiều những cơ hội bị bỏ lỡ thì Kaniat Chetabut cuối cùng cũng đã lập công. Một bàn thắng chúng ta nhìn qua thì có vẻ như là một cú đánh đầu khá dễ dàng ở một cự ly gần. Nhưng nên nhớ rằng hãy đặt vào hoàn cảnh của số 13 bên phía đội tuyển Thái Lan. Trước đó cô đã bỏ lỡ hai cơ hội thực sự ngon ăn. Còn người đã có cho mình pha xử lý cực kỳ ấn tượng trước đó là Zaruan Chayarak. Một pha xử lý cá nhân đẳng cấp được khép lại bởi một cú đánh đầu không hề dễ dàng. Sau khi có được bàn thắng thì Thái Lan đã sử dụng ít nhân sự hơn cho mục đích tấn công. Đây là Đang Đa. Cú đá từ xa của Đang Đa. Là một cú đá không chính xác. Đang Đa quá thuận lợi. Bàn thắng tiếp theo dành cho đội tuyển Thái Lan. Chúng ta đã thấy được tầm quan sát của Đang Đa là tốt đến như thế nào. Một đường châm bóng ra tuyệt hảo. Quá đơn giản, Chetabut khép lại tình huống với một pha dứt điểm nhạy bén để giúp cho cô có được cho mình cú đúp ở trận này. Đẳng cấp của đội tuyển Thái Lan, đội tuyển đã từng góp mặt ở tại World Cup dành cho nữ, rõ ràng là vượt trội. Không phải là một tình huống dứt điểm bằng chân trái, thay vào đó là một đường chuyền sang từ Đang Đa rất nhạy bén.
Chơi thao vút khá dễ dàng, không vào. Đang đà vẫn còn. Đã đi lên trời, nếu không tỷ số đã là 3-0 với pha dứt điểm cuối cùng của Mark Chris. 45 phút đầu tiên để tóm gọn lại thì đơn giản, Thái Lan áp đảo hoàn toàn. Tỷ số 2-0 thậm chí còn chưa phản ánh đúng những gì mà chúng ta đã được chứng kiến trong 45 phút đầu tiên. Đang đà, cơ hội quá tuyệt vời dành cho Đang đà, đối mặt nhưng không thể chiến thắng được thủ môn Fani. Đó là một tình huống mà Đang đà có cả thời gian lẫn không gian, nhưng quyết định của cô lại là quá hiền với pha dứt điểm vừa rồi. Một cơ hội nữa, và liệu có một cú hat-trick hay không? Không thể tin nổi. Hai tình huống đối mặt trong hiệp 2, và lại một lần nữa thì thủ thành Fani mới là người chiến thắng. Cú chiến thắng Tanekan đang đà ở tình huống trước đó, và giờ là tình huống thoát xuống của Kayanat Chetabut. Cú hat-trick đã chưa thể được hoàn thành đến từ Chetabut. Không có lỗi việt vị, dứt điểm ngay. Quá đẹp mắt. Kaniat Chetabut đã tự mình tạo nên một tuyệt phẩm để hoàn tất cú hat-trick. Cú đá cực kỳ tự tin bằng chân phải của Kaniat Chetabut. Cầu thủ Mao số 13 vẫn đang là gương mặt duy nhất có tên trên bảng tỷ số lúc này. Hãy cùng xem lại cú đá này. Ở môn bóng đá nam thì chúng ta cũng sẽ không được chứng kiến nhiều những tình huống dứt điểm đẳng cấp đến như thế này. Cực kỳ ấn tượng. Cú đá đưa bóng vồng và rất khó để cản phá với những thủ môn, đặc biệt là những thủ môn nữ, khi mà chiều cao của họ là khá hạn chế. Biên phải, cơ hội là đây. Không vào. Cú đá của Chanjarak. Số 11 cũng đã có khá nhiều cơ hội ở trận này. Đang đà đã được đưa ra nghỉ. Đội sẽ chào những cầu thủ khác. Đó là một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt. Chúng ta tưởng như đó sẽ là một pha bóng mà số 5 Amurat Utchai được tạo ra một cơ hội, nhưng không. Sau pha tạt bóng của Iravade Marquis thì quả bóng hướng thẳng vào lưới, trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người đang chứng kiến trận đấu này. Marquis. Như vậy là tiếng còi để khép lại trận đấu đã vang lên. Đội tuyển Thái Lan đã hoàn toàn đánh bại Indonesia một cách thuyết phục với tỷ số 4-0. Chetabut là người đã có cho mình cú hat-trick ở trận này với những bàn thắng vô cùng đẹp mắt, thể hiện khả năng chọn vị trí dứt điểm từ xa và kỹ thuật toàn diện của số 13 bên phía đội hình của đội tuyển Thái Lan. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.